thức vừa được gặp lại quý vị trong bản tin FPNC ngày hôm nay 28 tháng 12. Và trong phần đầu bản tin thì xin mời quý vị cùng điểm qua những nội dung nổi bật ngay sau đây. Sau 6 năm tăng trưởng, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm nay suy giảm. Khảo sát của trường doanh nhân Pace cho biết chỉ 1/5 doanh nghiệp sẵn sàng cho AEC và TPP. Nhưng trước hết sẽ là thông tin Việt Nam thu hút được gần 23 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong năm 2015. Kính thưa quý vị, báo cáo cập nhật của Tổng cục Thống kê vừa cho biết, năm 2015 thì Việt Nam đã thu hút được gần 23 tỷ đô la vốn FDI. Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15 tháng 12, nguồn vốn FDI cam kết vào Việt Nam đạt 22,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% so với năm ngoái. Trong đó có hơn 2.000 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký hơn 15 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% về số dự án nhưng giảm nhẹ về số vốn. Song song đó có trên 800 dự án FDI đăng ký bổ sung nguồn vốn hơn 7 tỷ đô la. Trong các ngành nghề thì lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục thu hút được dòng vốn FDI nhiều nhất, chiếm gần 67% tổng vốn đăng ký. Tính theo địa phương, năm qua có 48 tỉnh thành có dự án FDI được cấp mới. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt hơn 2,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 18%, tiếp đến là sự xuất hiện bất ngờ của tỉnh Trà Vinh và xếp thứ ba là tỉnh Bình Dương. Kính thưa quý vị, sáng 26 tháng 12 tại xã La Nang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen đồng chủ trì lễ khánh thành cột mốc số 30 trên biên giới đất liền Việt Nam Campuchia và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Oyadap thuộc tỉnh Gia Lai, Việt Nam và tỉnh Ratanakiri, Campuchia. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, việc khánh thành cột mốc số 30 và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh Oyadap cùng với khánh thành cột mốc số 275 đánh dấu hai nước đã hoàn thành gần 90% công việc phân giới, cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Hun Sen cho rằng sự việc là bằng chứng về sự hợp tác keo sơn giữa hai nước, biến khu biên giới trước đây không có người sinh sống, thiếu mọi cơ sở hạ tầng thành một khu đầy tiềm năng kinh tế, khu thương mại, đầu tư và du lịch. Đây là lần thứ ba Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Hun Sen dự lễ khánh thành các cột mốc biên giới, thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực của chính phủ hai nước Việt Nam và Campuchia trong thực hiện các hiệp ước, hiệp định và các thỏa thuận về biên giới lãnh thổ của hai nước. Biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia có chiều dài khoảng 1.137 km, đi qua địa giới hành chính 10 tỉnh Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia. Kính thưa quý vị, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2015 đã giảm nhẹ so với năm trước. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 6 năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2015, du khách quốc tế đến Việt Nam giảm khoảng 0,2% so với năm trước. Và đây cũng là năm đầu tiên kể từ năm 2009, khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Mặc dù khách quốc tế đến bằng đường hàng không và đường biển trong năm nay vẫn tăng lần lượt là gần 1% và 27%, nhưng khách đến bằng đường bộ giảm 6,5%. Cụ thể là du khách Trung Quốc giảm 8,5%, du khách Campuchia giảm gần 44% và du khách Lào giảm hơn 16%. Thông tin từ một số công ty du lịch cho hay, gần đây lượng khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực có tăng, nhưng không thể bù lại lượng khách giảm từ các thị trường Trung Quốc và Nga. Trong năm nay, du khách Nga đến Việt Nam chỉ đạt trên 338.900 lượt, giảm khoảng 7% so với năm 2014. Theo đại diện một công ty du lịch, du khách Nga đến Việt Nam giảm chủ yếu là do đồng rúp mất giá nên người dân hạn chế chi tiêu du lịch. Hiện chi phí cho một chuyến du lịch đã tăng gấp đôi so với năm 2014. Kính thưa quý vị, mặc dù từ trước đến nay thì các chuyên gia vẫn cảnh báo nhận thức về hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn kém, nhưng thực chất thì chưa có một số liệu thực chứng nào về nhận định này. Và sáng hôm nay thì trường doanh nhân Pace đã công bố kết quả khảo sát do đo lường mức độ nhận thức về hội nhập của doanh nghiệp. Và kết quả thì chỉ có 1/5 số doanh nghiệp được khảo sát nói rằng đã sẵn sàng cho hai sự kiện quan trọng nhất đối với kinh tế Việt Nam hiện nay là AEC và TPP. Nghiên cứu của Pace thực hiện trên 493 doanh nghiệp quy mô chủ yếu vừa và nhỏ. Kết quả có gần 60% doanh nghiệp được khảo sát không biết gì về cộng đồng kinh tế chung ASEAN, gọi tắt là AEC. 40% doanh nghiệp không hề biết về Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Đối với những doanh nghiệp đã biết, thì mức độ nhận thức và tâm thế sẵn sàng vẫn không cao, với tỷ lệ chỉ khoảng 20% doanh nghiệp nói đã sẵn sàng để tham gia cuộc chơi AEC và TPP. Chúng ta chỉ tuyên truyền rõ ràng là các báo đài cũng như là chính phủ đã tuyên truyền rất là nhiều về
TPP cũng như AAC cũng như WTO. Nhưng mà đối với cái nhận thức của các doanh nghiệp thì họ cũng chỉ, những cái doanh nghiệp nào mà biết đến thì họ cũng chỉ biết được cái tên của AAC. Còn AAC vì sao nó sinh ra để làm gì và nó có những nội dung gì và những nội dung nó liên quan gì đến ngành nghề của mình, đến cái doanh nghiệp của mình, đến cái kinh doanh của mình thì người ta lại không quan tâm. Thì tôi cho rằng là chúng ta đã truyền thông cũng nhiều nhưng mà chúng ta chưa có sâu và chưa có đi vào những cái ngóc ngách cụ thể. Và lúc đó thì thậm chí tôi nghĩ rằng là trong mỗi ngành nghề thì nó liên quan đến những hiệp định này theo một cách khác nhau. Nhưng mà hầu như thì những cái truyền thông theo cái hướng mà đi sâu hơn nữa thì vẫn chưa có. Mặt khác, những nhận thức của doanh nghiệp về AAC và TPP có sự sai lệch hoặc chỉ giữ tầm nhìn trong ngắn hạn, đặt lợi trước mắt lên trên hết. Thậm chí đa phần doanh nghiệp đánh giá cao tác động của WTO hơn là TPP và cộng đồng kinh tế chung của khu vực. Chuyên gia kinh tế Bùi Văn nhận định có những vấn đề hệ trọng trong TPP và AAC mà các doanh nghiệp vẫn chưa để mắt đến, chẳng hạn như vấn đề tự do luân chuyển lao động và việc thành lập các công đoàn độc lập trong doanh nghiệp theo quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Mặc dù nghiên cứu chỉ dừng lại ở phạm vi khảo sát chưa đến 500 doanh nghiệp, nhưng cũng đủ cho thấy nhận thức hội nhập của doanh nghiệp Việt Nam còn rất kém, mơ hồ và bị động. Kính thưa quý vị, chung một mỗi ngày một con số, hôm nay chúng tôi muốn nói đến con số 6,68%. Đây là tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP năm 2015, theo số liệu ước tính do Tổng cục Thống kê vừa công bố. Như vậy thưa quý vị, thì tăng trưởng GDP đã vượt mục tiêu đề ra là 6,2% và là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo Tổng cục Thống kê thì con số này phản ánh nền kinh tế tuy còn gặp khó khăn nhưng đã và đang lấy lại đà tăng trưởng khá cao. Cơ quan này cũng dự báo tình hình kinh tế năm 2016 sẽ khó khăn nhiều hơn thuận lợi, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt của các cấp quản lý và toàn thể xã hội để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã thông qua. Trong đó thì mục tiêu tăng trưởng GDP năm sau là 6,7%. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của bản tin FBNC ngày hôm nay, và trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng lưu ý sau đây. Các doanh nghiệp taxi tại thành phố Hồ Chí Minh đề nghị không giảm giá cước. Chất làm chín trái cây có thật sự độc hại như mọi người lo ngại?